Âm lịch bốn xa hạ bình cấp. Bà lọc mà plâm dinh hạ bọc rùi dinh xa làm tùm tàm nâng dùng phản đi mì mà. Rùm đi bòm ngà cầm nâng pla, mì đi hạ nâng đỏ xem. Klay chắc chinh lầm gỗ lăn, răm găng và là riêng gác. Bịa ta. Klay xăm ta xếp nịp bốn sang lắc tùm mừng thuần đòi bò đọp lô, lòng trúc cả đạn này. Nên lẽ hạ bọc rùi vô cờ đi mừng cân chụp lô, trúc xa tô rạy tô. Bị lạm nâng, hãy nôm nâng âm mò đi ô. Tự ta, căn đầy lù lây. Tự ta đi, ngạ cơ prác bì lìa cơ bọc đi, ghét lan cơm nịp bồn sang. Có dọa nâng, trúc thun đòi bầu đọc lửa đoà. Ý ngào cơ ế nọ kè hủy hút, có dọa kè rõ tướp COVID vô tổ bắn. Sự nâng nịp bồn sang, lọ tuôm hòng ế nọ chị hạ bọc rùi đi nâng nào hì gào nâng nâng nào trúc cơ rạ này. Hồng tâm hạ bọc rùi vô cơm xe xì đạm lân lệ nâng cà ly. Lạc ngay dọa tạch prong lâm cận trần lọ rạ này, xuân Việt Nam. Blem mừng là chà ra tạch ngào, nâng tuyên hồng kra lệ đần chị cầm nịp bồn sang tuyên tươm cầm nâng bạc. Lê xì lũ ăn ốc chị hạ bọc rùi, yên rộng găng nâng ngã lâm chà ra tạch lạc. Còn nông lâm bồ xăm lan, lạc dị thôn đầy bồ tổ bồ xa. Ê nọ tâm hạ bọc rùi đi y bế, xay tù hì bọc rạc xa gà tù. Lại thì hạ bầu xuân phát, xay clạc rạc xay tù kỵ. Habau NDPK sai klak lau tu hi bo prak sai tu ki. Habau ure gam doi klak prak sai tu ki. Thì lúc này là năm nay ấy là cái lượng phân là nó phải cao. Nếu đến thời điểm này Habau tô đoạn này đi bèm kram càng thuần đi. Căn tì thảo lê lọ đi âm một tả ai. Biết ta. Lê xì klai hơn thảo mực nục chim nè tì ngào. Mà ra lọ đi đằng âm một mồm chứ tập lệ ô. Cái đà này còn lên nữa chứ không phải là dừng tại điểm này. Thế nó Habau prue đi dùm. Nga cầm được buồn sang bước rùi bước cả trọ ế nó prắc bê lìa cửa bọa. Bị lập nâng, ế nó prắc mươn nuôi kết lăng và rập bọ. Ở mô ta, nuôi bẻ bọ. Mà ra bước đi, ngạ cầm được buồn sang lại đần cơ cơ nâng bọa đùm kra vi vư. Cơ dòa bọa một kram dình chìm nè ở mô bừng ngạ. Ở nốc chị lệch lan, mà ra bia tùm nâng trôn nê nó làm vững tệ nập. Năm nay năng suất thì của năm cao. Năm nay năng suất thì cao, hiệu quả toàn bà con. Về cái thuận này bom ngả chớ ngả bọ tụ tin hay nó chị đi mơ biết ta hay nó play hạ bọ prue đi dùm đây sân nên nó có phê khạ đin lượn đi sân nên nó có phê khạ đi tin mơ căn cái nhằm này cả hòng ấy nó hạ bọ prue chứ không thì cái phân nó cao quá thì dù có cả có cao tí nữa cũng không ăn thua. Thì để mà đảm bảo giữ được cái giá cà phê như hiện nay đó thì cũng mong rằng là biết rằng cái chấp in nó cà phê vì mai thì cơ hạt đã brought room mừng cực nà cực rạc chia rồi nó chỉ biết hay lý chắc cơm được buôn xàm đi nó bảo vết mừng được cà phê giá để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con có thể là đảm bảo được cái thu nhập về cà phê trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Đoạn này brought ngay do hợp bộ rồi mừng được buôn sang ở được lúc cây gùn xe xì nước buôn sang chất mừng do hợp bộ rồi hoa học. Dua lùm ta hạ bò prue lịch làm lăn. Mà đùm hạ bò prue âm mò bì kà nara hạ nâng chắc đa trung vi lượng. Ngã lùa hò lịch ngăn bạc lùi đi. Lòa xì kà xìm lăng mừng sang bọa mnik ngà lò mà Việt Nam. Mà kát lăng hò ngay nọ bì lìa hạ bò prue tị là chà trầy trú hi mạp lòng trầy tù. Nên lẽ, ta dạp mức hạ nâng hạ bò prue ngã dua lùi gò nâng cơm nâng bà. Mà ra mò lùm nâng ngã. Lẽ nâng lọ mò ế rào gàng lù hên. Ý ngào cả nên, hướng ơn hợp bộ bụi, mà rằng mở rộng bỏm ngà, ngã dù chát cơ lặn là, ế choa, nên ngã đi lờ rực cơ tăng sang bỏm ngạch. Theo những cái điều tra và những cái phân tích của chúng tôi thì thấy có những cái hậu quả sau đây. Thứ nhất là cái suy thoái về sức khỏe của cái môi trường đất rất là lớn. Trong đấy chúng ta có thể thấy chúng tôi đã có những cái nghiên cứu, chúng tôi đã có những cái thống kê cho thấy ở Tây Nguyên càng ngày càng chua. Tức là đất Tây Nguyên thì nó ở mức chua và cho đến bây giờ Tây Nguyên bước nuôi bụng xăm. Lẽ nên tô đoạn này xuống cái nó lăn xăm bởi lụ. Tại tòa lại lăn bụi rùi. Thứ hai là đất bị mất kết cấu chính, làm của lăn và cái nó là sẽ làm giảm cái hiệu lực sử dụng dinh dưỡng của cây trồng. Mừng cây, cái nó hợp bộ bụi, ít rộng gàng ca màu hỏi ngạc. Thả ra bà lọc mà đúng chả tài nguyên, lạc hương thao cầm lịch bồn sang mìm rào hạt trăm lịch làm chinh, ngay do hợp bộ bụi dọa gốc, phim kết kìm bạc bì lìa cửa bọa. Vậy nên, cái nó hợp bộ bụi đi dùm dình lạc cây, bìm chả ra cầm lịch bồn sang mìm rào lịch mà bọa, mà rõ hạt cây cho dành và là rình cả. Lên nên, lời ngạ, bà lọc mà tỏ chắc. Hồng ấy bét đoại tà rằm krak cập hề. Ây ông Phạm Văn Đồng,
tibun prong bun matuot char tak lak mlim rau sak drik lan pip lam jing hu ke let an plam bet rak tak lam var boh amma mau kri e dram ji rak msai lao ayong dong khat dot pia jing ha bop ri hu ke ke lan e ngap ke nan po var lo pla dum ana boh mgang ngin let an mdi ino pa bet vừa đầu tư cho ca, vừa đầu tư cho những cái cây ra ngay á. Bilia Prakker Brokapé, Bilia Kơ Tum Tam Nâng Plam Căn Sân, Ngã Công Nị Buôn Sáng Kẹt Lan. Cây hoa nâng cầu lộ plam tay biếm màu bom ngà và chị y ngào cơ cập hề. Làm cho mình có cái thu nhập để mình chăm sóc những cái cây còn lại. Hông nạ cập hề, nâng plà phun mừng nị buôn sáng Tây Nguyên. Phía dọ hà nâng choan cơ hà nâng tỏ chắc, lê đơn clay bìm mẹ lắm nục chim nè tỉ ngào. Xem mơ, rùm gồm răm găng và là riêng cá. Mừng thun đầy bộ bộ sản trọng này. Đưa mì bộ bộ gọi xây mì bộn sang tì chà rạc lạc. Mà còn dình lạc kinh bạc bè rừng gà chấp. Kled bì mô hông kled rù bà vác. Đùm tam nâng bà lắm nâng phun ạch mò gà bè. Ta lê lâu lạc và vết lê bò tù đơn cầm nì bộn sang. Ngay dù hà bộ bùi hữu cơ. Và lạc lạc chạch chinh cơ lạc là. Mà rõ hà nâng hà bộ bùi hoa học. Mừng đoạp lô trốt lọp lô đầy tù. Làm theo hướng hữu cơ này thì cái lượng NPK trong vườn của tôi thì chỉ một năm tôi chỉ bón chừng khoảng 6 lạng. Ngã lưu em lịch hữu cơ sẽ này sát thôn có lúc 5 lạng hợp bộ bộ NPK lẽ nên lâu kỳ hợp bộ bộ hữu cơ sắp phần cơ phê. Vậy nên có do tương duy hợp bộ vi sinh bác rí cơ thần có dâu bộ lầm và nạp bộ để tạo cái cành cây nó hoài mục trong vườn thì cây vườn cây nó sẽ ổn định hơn. Khi mà chúng ta sản xuất cà phê cảnh quan thì cái lao động trực tiếp cà phê á được giảm và nó tối ưu lại mọi thành tố trong vườn cây. Khi người nông dân tác động là xem sinh giảm cả hết làm và bỏ mầm rõ là bừng bỏ là tiêu là cà phê mầm rõ ai mà bỏ biệt là bom ngả đỏ xem có nghĩa là trên bìm là bỏ tiêu bìm cầm bìm sang lên nên thập buộc các cây chặt chìm cơ bản bỏ lên nên đỏ chắc và là điện khác cũng sẽ mất cầm để trái canh tác có hại gây nguy cơ. Như vậy họ chỉ làm những cái gì mà vườn cây cần và có lợi cho môi trường, cho con người và cho sản xuất. Chà đặc lắc ở này, mọi bé đoài tui bò ai tạc gặp hề. Làm nên nó làm bất kèm, bạp lô hề bò ai tạc ra trúc đọc lúc rỉ tu. Làm hạt đập rõm đêm là gặp hề rừng gặp chấp. Cái định này, cái chà lắc lại chọn trúc thun đoài bò đọc lùi mà mô tụ bàn lô hề bò ai tạc ra nốt là rừng gặp chấp. Pia ru cơ tìm bò gọi xây mìm rộng nâng bà, đi bò tù tư lệ đần dọa cướp, hông kèm mìm rộng dạng tìa.